Bạn đang xem Người Đưa Tin TV. Với tinh thần không được phép lơ là, chủ quan để dịch bệnh bùng phát, lây lan từ cơ sở y tế, các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh đã chú trọng thực hiện giãn cách xã hội cho đối tượng có nguy cơ cao, gồm người cao tuổi, người có bệnh lý tim mạch, người có bệnh lý mãn tính khác. Thường xuyên tuyên truyền cho bệnh nhân và người chăm sóc các quy định phòng chống dịch, qua đó tạo sự yên tâm và giúp nâng cao ý thức của người dân trong việc chung tay phòng chống dịch COVID-19. Thì coi này chúng tôi vào thì chúng tôi cảm thấy là rất là an tâm về cái công việc của trên bệnh viện này. Tôi thấy cái việc coi như là cái bệnh này rất là nguy hiểm thì mỗi người dân là coi phải nâng cao ý thức để coi là chấp hành mọi cái biện pháp để coi là phòng chống dịch. Mỗi người dân chung tay để bảo vệ đấy coi là trước hết là bảo vệ đấy bản thân mình và coi như là cho mọi cộng đồng để đẩy lùi cái dịch COVID. Bệnh viện là những nơi xung yếu khi hàng ngày có hàng trăm lượt người ra vào. Việc nghiêm ngặt, siết chặt hệ thống phòng thủ, không để dịch bệnh xâm nhập, đảm bảo vừa chống dịch hiệu quả, vừa phục vụ các hoạt động khám chữa bệnh bình thường đã được các đơn vị y tế thực hiện nghiêm túc nhất. Phát hiện nhanh các trường hợp nhiễm bệnh, không để bệnh nhân di chuyển qua nhiều bệnh viện, nhiều nơi trước khi phát hiện bị nhiễm bệnh. Trước diễn biến phức tạp của làn sóng dịch COVID-19, Trung tâm Y tế phân luồng cách ly và đảm bảo tất cả các khâu phòng chống dịch, chuẩn bị cái khu cách ly sẵn sàng để điều trị cho bệnh nhân F1 và bệnh nhân dương tính trong bệnh viện theo đúng quy định. Trong quá trình thực hiện công tác phòng chống dịch, luôn luôn chú trọng đảm bảo tránh lây chéo trong bệnh viện và đảm bảo tuyệt đối cho cán bộ y tế đi phục vụ công tác phòng chống dịch và khám chữa bệnh trong toàn bệnh viện để tránh lây chéo và lây lan dịch bệnh trong bệnh viện cũng như trong cộng đồng. Các y bác sĩ vẫn là những người đứng đầu, trực tiếp chiến đấu với dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Thời gian qua, để đảm bảo an toàn cho lực lượng này, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo ngành y tế tăng cường tập huấn về quy trình xử lý ca bệnh nhiễm và nghi nhiễm, mua sắm đầy đủ đồ dùng phòng hộ, trang thiết bị cho nhân viên y tế khi thực hiện nhiệm vụ. Các cái bộ bảo hộ thì rất là kín, chúng tôi phải đeo khẩu trang N95 cũng như là đội mặc tất cả các cái thiết bị vào phòng hộ, nó sẽ rất là nóng. Nhưng mà tuy nhiên là chúng tôi sẽ vẫn cố gắng khắc phục để làm sao đảm bảo tốt nhất cái việc mà phòng chống lây nhiễm trong cái công tác mà sàng lọc lấy mẫu điều tra, đảm bảo cho bản thân chúng tôi cũng như đảm bảo an toàn cho các công dân từ các cái vùng dịch trở về. Dịch bệnh còn kéo dài, bảo vệ tốt những địa điểm xung yếu và đội ngũ tuyến đầu chống dịch sẽ góp phần hạn chế dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, đem lại niềm tin, sự yên tâm cho nhân dân. Để chung tay giúp ngành y tế chống dịch hiệu quả, sự hy sinh thầm lặng của những người làm công tác phòng chống dịch không trở nên vô nghĩa. Mỗi người dân cần thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn phòng chống của Bộ Y tế để chung sống an toàn với dịch bệnh. Cảm ơn bạn đã xem Người Đưa Tin TV.